À, xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. À, đây là cây mai xù nè, ghép xi bông bình lợi là nhị ngọc toàn á. À, cây này thì mình đã bán cho khách rồi, dần nuôi dần dưỡng lại á. Đến Tết thì gieo rất là mạnh á. Mai xù nè, 48 hoành, nước xù nhìn đã lắm. Nó, cây này tuổi đời trên 50 năm. Nó, rồi cái quai nhạo này, cái người chủ này sửa là hai mấy năm mà để sửa được, nó lớn được cái này cũng cỡ mấy chục năm trước á, cỡ 30-40 năm trước đó. Nó, ghép ta trồng có chơi ha. Nó, mai vàng ghép siêu bình lợi và nhị ngọc toàn á, nó tùm lum luôn à. Vô nhôm sửa định hình trước á, lá bình lợi ra đã lắm, nó gì mà nó ra nó mướt lắm á. À, đây cây đa phúc á, 41 tới 45 hoành, ở dưới đây á đo được là 41-42 á, ở đây được là 45, này ghép được 4 năm rồi, giá anh em tham khảo á 30 triệu á, bao ship. Đó, cái này thì anh em nào mua thì mình nhận dưỡng nuôi lại luôn á, nuôi đến Tết, còn sau Tết thì mình ta chừng người ta không có nuôi được thì mình nhận nuôi lại luôn á, 3 triệu một năm. Giáo đa phúc nè, ít bữa vô nhôm cái là cứng lại ha, năm rồi cái tàn nó ra cũng dữ lắm, bấm sát lại, thúc sát cốt lấy lại ha. Nhìn nó ra lại y như cũ. Cái cây tứ quý này tuổi đời ít gì cũng phải ở 50 năm trở lên, thậm chí còn hơn nữa. Tứ quý lâu lớn mà nó nằm trên cái mô đất trong cái chậu rễ nó cắm xuống nè, 30 triệu. Chậu là chậu 80 lọt lòng, nặng cỡ hơn 200 kg, 8 tấc lọt lòng. Rồi, đây mình có hai cây tứ quý trồng phôi bữa hổm nè, nay sống mạnh nè. Này, báo giá cho anh em có tham khảo. Cặp này tại cành phóng á. Đó, lúc trước có một cặp này thì mình đã bán cho khách rồi, nhận dưỡng nuôi và ghép luôn. Bữa nay gần ghép được rồi. Đó, nuôi hồi trước Tết tới giờ. Nó ra 3 cây đọt rồi. 60 hoành á. Chậu là chậu 80, cũng tại cành phóng nè. Đó, này còn lại cặp, cặp này thì nó nhỏ hơn, hoành 50 với 42 à. Cây này 50 hoành đo này, đo tuốt ở trên là 46 hoành, còn xích xích xuống lúc mà mình mua người ta đo tới 50 rồi ha, tính là 46 thôi, 46 hoành, cao là 1m2, chậu là chậu 80 lọt lòng. Cây này nó liền lạc hết, không có bị gì hết á. 46 hoành, xích xuống là 50 á. Mình đó đầu tính đó. Tay cành phóng. Phóng ra 70 cm. Còn cây này 42 hoành. Cây này thì cái mặt cắt hởm ở trên đây á, nó có bị cái thẹo này cắt xuống rồi. Giờ cây này liền lạc hết á. Giờ thành một cặp luôn nè. Nó ngang ngang nhau, cái này đế dữ lắm, đế bích luôn cái chậu 8 tấc á. Này lú tược chắc chắn là sống rồi. Này là gọi là một số lúc trước mấy anh em hỏi. Ở đây thì nó lại là cái cây khác cũng là cây tứ quý, nó mọc kế bên đó, người ta chặt từ nhỏ. Nói chung là sau này mình làm ghép cho mấy cái chộp nhỏ này thì nó che được cái điểm khuất cho mấy cái thẹo này. Còn tất cả là liền lạc hết, mấy mặt cắt nè kéo nhựa hết rồi, mặt cắt trên ngọn á kéo nhựa luôn. Đây, mặt cắt trên đây kéo lại hết rồi, không có sợ bị tột ha.
Để này dữ lắm á, bích luôn cái chậu 8 tấc, sổ lên cỡ 5 tấc mấy, lắp lại bớt rồi. Mùa đế nhìn đủ tiền á. Quá trời. Rồi, bán cái cặp này anh em tham khảo, này một cặp á. Nói chung là mình có chơi chơi một cặp chứ mà chơi một cây này thì nó không đã. Tại cành phóng ta trưng trước cửa nhà 42 hoành. Còn cái bệ nó bự lắm. Đó, đo thuốc ở trên á 43 hoành, xích xích xuống tới đây cũng 45, 46 hoành. Còn xích xuống là bự nữa. Giá anh em tham khảo một cái cặp này á. Đó, cái này thì mình báo giá là cái phôi thế này á, là 35 triệu một cặp này. Một cặp á, chứ không phải là một cây nha. Đó. 35 triệu một cặp. Còn em nào muốn nuôi và này mình chỉ nuôi cho nó cứng á, cứng cỡ bên kia, cua nữ cỡ 3 tháng nữa. Đó thì bàn giao. Còn anh em nào muốn ghép á, nhận ghép và nuôi luôn á thì thêm 3 triệu á. Mà nuôi cho đến Tết luôn. Ghép nuôi một cây thì 3 triệu. Thì giá trên nó bao gồm phí vận chuyển rồi á. Bao ship 200 cây số. Chậu rất là nặng á. Một cái cây nặng nào đó khoảng cỡ hơn 200 kg. Đó. Cỡ 5 tới 6 người bưng cái cây này mới nổi á. Chậu 80 lọt lòng. Đó. Dùng cái này anh em nào thích thì thích mà để thích mà mua cắt ngắn vậy thì cũng được á. Nói chung cắt ngắn này thì cũng được á. Thành là tới hình cây trực á. Ngắn vô đây luôn, vô đây á. Thành cây trực. Còn thấy có cành phóng phóng cũng hay hay á, để lại. Nó tùy á, nói chung là để thế này còn có nhiều đường chơi, ta thích chơi kiểu nào thì chúng ta chơi kiểu đó. Tán ngay chỗ này. Đó, ra thành một cây trực bóp giót luôn á. Như ngọn núi, đế dữ lắm. Đế bích luôn cái tới cái rền luôn á. Phô đế lên. Lúc mà mình trồng cây này đế dữ lắm. Chúc cho anh em xem lại lúc mà phá bầu trồng đó. Một cặp tứ quý 35 triệu á. Và có tham khảo. Nếu mà nhận ghép luôn thì một cây 3 triệu nó là 41 triệu á. Mấy chục năm mới được cây như thế này. Còn đây ghép sẵn à, ghép 4 năm à. 30 triệu bao ship. Cây này mình chơi đây là 4 năm à, 3 năm, 3 cái Tết rồi. Năm nay năm thứ tư nè. Năm nào bông cũng dữ dội đó. Bông mười mấy ngày đó. Đa phúc mà. Mà anh em xem lại cái hình bông hoa Tết của nó. Dẻo đa phúc. Cao cỡ 1,5 m, tán ngang cũng cỡ 1,5 m. Cây đa phúc nè, này trổ bông nè. Quá cỡ luôn. Già mùa thì cánh nó tròn á.
cánh nó tròn, nó không có bị lẫn ngược lại. Cái này lên nụ khiếp hồn chưa, quá sức á. Trời, quá trời. Cây đa phúc à. Trổ bông à. Cây này nó trổ chắc à, tới mùng 10 chưa hết bông đó. Nụ còn dữ lắm nụ. Chùm 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 luôn nè. Giáo đa phúc rất là dễ làm nụ. Nụ dây 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 luôn. Bông bự, sức sống rất là mạnh. Rồi, và đây thằng giáo đa phúc này, nay trổ bông này, quá sức luôn. Bông bự không á. Bông trổ ngày hôm qua nè, cánh hoa nó vẫn tròn khích. Trổ sáng nay nè, đa phúc đẹp á. Nói chung mùa đầu á, ông ta nuôi á không đủ lực, bông nó màu nhạt, với lại nó cánh hoa nó bị lận ngược. Còn nuôi tới cây bông rất là đẹp á. Giáo đa phúc à, quá sức luôn. Gốc tứ quý sổ bông nè, chùm 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 luôn à, quá đã. Chùm nè, mấy chục bông luôn. Trổ về 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 luôn. Cái này già, ghép 3 năm. Gốc tứ quý ghép 3 năm, rễ như rễ đước vậy. Cầm cái tứ quý chơi 1 chục năm, 20 năm. Bình thường. Bông chùm 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 luôn, quá đã. Tứ quý ghép đa phúc à. Tứ quý ghép đa phúc. Hồi giúp giữa năm nó trổ á. Nó trổ cũng vàng cây, thấy hết bông. Thấy muốn hết bông luôn rồi đó. Còn giờ nè, nó chùm 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 luôn á. Quá đã. Tứ quý ghép giáo đa phúc mà. Bông quá sức bông. Nít cho cháu cũng rất là đều á. Tỷ lệ nín cũng ít lắm. Dễ lên nụ lắm á, nói chung chúng ta nuôi sung tốt là nó tự có nụ à. Dễ làm nụ lắm. Không, về về luôn. Bung rất là đều. Cây này cỡ 30 là rộ, nay 28 rồi. Này nó hay nở vậy cho nó mới chắc gần 10% à. Còn nhiều dữ lắm á.
Hương nè, Phú Tân nè, Thiết Mai và tới cây đa phúc nè. Quá dữ cây đa phúc này, đổ tưng bừng luôn á. Chỗ nè, về luôn, quá trời bông này. Thơm lừng lừng luôn. Nói chung là hồi nay hỏi hoa nào thơm mà thấy hoa nào nó có nhĩ là nó thơm mà. Hoa nó càng nhiều thì nó càng thơm á. Chứ cái giống mai thơm hay gì đó thì có một bông hai bông sao mà mình thơm. Mình nghe thơm được. Còn cây này nó cả ngàn cái bông nè. Cả ngàn cái bông luôn. Thơm lừng lừng luôn á. Quá trời. Trổ nè, chùm nha. Đa phúc nè. Khủng khiếp cái đa phúc này thiệt chứ. Giống này rất là dễ nuôi. Đa phúc nè. Giống này cái gốc của nó là cây Bình Định. Người ta thấy hoa đẹp quá, người ta ghép ra, người ta lấy giống á. Bây giờ nói chung là người ta đi chợ Tết đều đó. Hoặc ở trong vườn ta thấy cây nào đẹp bông chùm, người ta ghép ra là người ta có giống rồi. Thấy bông chùm này ghép ra ít gì cũng phải được giống như cây mẹ nè. Bông à, quá sức bông à. Nó cây này cho nở tự nhiên, cây này mà xài thuốc một cái nữa là chắc không thấy nhánh luôn. Chùm luôn nè, quá đã. Dẻo đa phúc mà. Quá đã. Dì luôn. Chùm quá trời thơm. Mang ong cũng lại, quá trời cây này. Cây dảo đa phúc mà. Đặt cây hết rồi. Chùm luôn, quá đẹp. Rất là dễ nuôi á, nói chung là vô ghép là nuôi là có bông mà. Vô cây tứ quý dễ ha nó. Đa phúc trổ bông. Thơm lừng lừng luôn á. 2 giờ chiều á. Quá cỡ.
qua cửa hàng này đây lên đường về. Thì cho biết để hỏi vấn đề này cái thành viên đó thì tôi anh nói vậy. Tại vì không phải có ông chú tiền tiền hết. Tôi thường mà anh em mới anh em ngại thôi thì giờ. Thì ông chơi với quả đi. Nhậu không mà tôi kêu chính là chứ không ai lên tiếng được.